tăng samvayuttaka nang chathamma nang athibhaccaye napaccayo khana yatanang khana vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang athibhaccaye napaccayo chivaha vinyana tha chivaha yatanang chivaha vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang athibhaccaye napaccayo kaya yatanang kaya vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang athibhaccaye napaccayo rupa yatanang chakkhu vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang athibhaccaye napaccayo sadda yatanang sota vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang athibhaccaye napaccayo gandha yatanang khana vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang athibhaccaye napaccayo rasa yatanang jivaha vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang athibhaccaye napaccayo phottappa yatanang kaya vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang athibhaccaye napaccayo rupa yatanang sadda yatanang gandha yatanang rasa yatanang phottappa yatanang mano thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang athibhaccaye napaccayo yang rupang nissaya mano tha tu cha mano vinyana tha tu cha vattanti tang rupang mano tha tu ya cha mano vinyana tha tu ya tang sambayuttaka nang cha thamma nang athibhaccaye napaccayo nathibhaccaye nathibhaccayo ti samananta niruttaha citta ceta sika thamma kattappanna nang citta ceta sika nang thamma nang nati paccaye napaccayo vigata paccayo tisamanantara vigata citta ceta sika thamma patuppanna nang citta ceta sika nang thamma nang vigata paccaye napaccayo avigata paccayo ticattaro khantha arubino anyamanyang avigata paccaye napaccayo cattaro mahaphuta anyamanyang avigata paccaye napaccayo Akkantikhanena marupang anyamanyang avigata paccaye napaccayo citta ceta sika thamma citta samuttana nang rupanang avigata paccaye napaccayo mahaphuta upada rupanang avigata paccaye napaccayo cakkhayatanang cakkhu vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo sotayatanang sota vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo khana yatanang khana vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo chivaha yatanang chivaha vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo kaya yatanang kaya vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo rupa yatanang chakkhu vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo sadda yatanang sota vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo gandha yatanang khana vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo chivaha vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo phottappa yatanang kaya vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo rupa yatanang sadda yatanang gandha yatanang rasa yatanang phottappa yatanang mano thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo yang rupang nissaya mano thatuya mano vinyana thatuya vattanti tang rupang mano thatuya tăng samcha mano vinyana thatuya tăng samvayuttaka nang chathamma nang avigata paccaye napaccayo.
idang watame bunyang asawakaya pahang ho tubuto hang bo tayisa mimuto hang mo chaye pare tinno hang ta rajisa misangsaro kamaham phaya. Dạ, sư không biết là thượng tọa Pháp Nhiên đã vào trong rừng chưa? Con kính thỉnh đại sư chú thiền ạ. Dạ, dạ thưa kính chào cô. Dạ, xin kính công thỉnh lễ sư chú thiền ạ. Dạ, thưa cô. Dạ. Dạ, con kính lễ sư cả. Dạ. Xin chào tất cả các vị. Dạ, chúng con xin đảnh lễ sư. Dạ, thì nhờ thỉnh sư. Dạ, xin đảnh lễ sư. Dạ, dạ. Từ nay chúng ta tiếp tục học về cái duyên thứ tám. Thật ra trong cái phần liên hệ này chúng ta chỉ mới học cái phần đầu tiên là cái ý nghĩa của từng duyên, và theo từng cái ý nghĩa của mỗi duyên đó thì chúng ta học phần tính cái chi pháp được phân theo tam điều kiện hay là cái cách gọi trong các cái sách này họ thường thực sự là phân theo cái câu yếu tri, tức là cái khía cạnh phân chia của cái duyên đó. Thì cái nha, trong cái liên hệ này thì thật ra cái mỗi cái ý nghĩa đó thì cũng không phải là khó, mà nó hay nhiều là do thì chúng ta cứ mỗi cái khía cạnh về tâm đề thiền thì chúng ta tính nhiều cái chi pháp khác nhau. Và hôm nay thì cái duyên kế tiếp của chúng ta học đó chính là cái hỗ tương duyên. Và trước hết cái hỗ tương duyên này nó thuộc về cái giống câu sanh. Ở trong duyên hệ nó có tất cả là chính cái giống, hay là chữ Bali là chữ cha tiết, tức là cái cách thức trời xanh. Vì vậy thì khi mà học đến mọi cái duyên nào đó thì chúng tôi nhắc tới cái giống của cái duyên đó, nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ tổng hợp lại. Còn bây giờ có nói trước cái phần đó thì có những duyên mà chưa học thì chúng ta kể là cái giống thì cũng tương đối có. Nhưng mà một trong những cái điều mà chúng ta phải phải nhớ về cái duyên hệ đó chính là cái giống, tức là cái cách thức mà nó trời xanh. Ở cái duyên mà chúng ta đang học ở đây là cái hộ tương duyên, nó thuộc về cái giống câu xanh.
thì chúng ta nhớ rằng cái giống này đã học ở trong nhân duyên, và chúng ta cũng học ở trong cầu sinh duyên, tức là cái cách mà duyên này trở sanh đó, thuộc về giống con sanh đó, tức là cái duyên đó nó trở sanh bằng cách đó là nó phải đồng sanh thì nó mới có thể nó giúp cho cái pháp sở duyên được. Hay nói cách khác, tức là trong cái giống con sinh thì năng duyên và sở duyên phải cùng có mặt thì được gọi là cái giống câu sanh. Thì nếu mà vì nào mà chúng ta học về cái bộ ví dụ pháp mà cái bộ giống mắt cá cuộc sống á, thì ở đó chúng ta có được phân chia trong các cái khía cạnh khác. Ví dụ giống như là cũng một cái chi pháp đó, đó, nhưng mà tính cái chiều này đó, thì nó thuộc cả hai, mà tính cái chiều khác đó, thì nó không được. Ví dụ như là ngày hôm nay chúng ta học về cái hổ tương duyên. Hổ tương duyên đó, cũng là giống câu sinh, và nó là một phần trong cái giống câu sinh. Hổ tương duyên tức là một cái duyên mà năng duyên á, nó tác động cho sở duyên sanh, và đồng thời đó là sở duyên á, cũng tác động ngược lại cho năng duyên sanh. Như vậy thì ở trong cái hổ tương duyên này á, thì năng á, tác động cho sở, và ngược lại năng trở lại làm năng cho năng duyên trở lại thành sở. Đó là cái ý nghĩa của cái hổ tương duyên. Đó, ví dụ như là một cái bạc ba chân, thì một chân này á, nó nhờ hai cái chân kia mà nó đứt được, và ngược lại hai chân kia nó cũng nhờ lại hai cái chân này. Chữ hổ tương từ cái chữ trong một cái học từ Bali là anh giống anh nhé, có nghĩa là cái sự tác động qua lại, cái này tác động cái kia và cái kia tác động cái ngược lại cái này. Thì giống như tôi vừa nói các vị là giống như một cái vạt ba chân như vậy đó, thì một cái chân này thì nó làm cái chỗ nương cho hai cái chân kia, đồng thời hai chân kia cũng làm cái chỗ nương trong cái chân này, tương tự như vậy. Nó tức là hổ tương, tức là cái duyên mà năng sở đó làm cái chỗ nương tựa lẫn nhau, được gọi là hổ tương duyên. Còn trong khi đó, đó cái câu sinh duyên đó, là chỉ nói đến một cái khía cạnh đó là các pháp đó là đồng sanh thôi, và trong đó nó năng duyên đó, trợ cho sở duyên bằng cách đồng sanh, nhưng mà không đòi hỏi rằng là cái sở duyên đó phải giúp lại cho năng duyên. Nó giống như là cái dây chùm gợi đối với cái thân cây á, thì cái dây chùm gợi đó nhờ nương gá cái thân cây á, mà nó sống. Nhưng mà cái thân cây á, thì không nhờ cái dây chùm gợi. Như vậy á, thì ở trong cái câu sanh duyên á, thì cái duyên này á, chỉ nói đến cái chỉ nhắm đến cái khía cạnh là đồng sinh thôi. Còn trong cái hổ tương duyên á, nó vừa phải là đồng sinh và vừa phải có tác động lẫn nhau thì mới gọi là hổ tương. Ở trong tiếng Việt, ở trong tiếng Việt nó có cái chữ là nó có chữ tương tư. À, bây giờ đó thì người ta dùng nó khi nó cũng người ta dùng theo một cái nghĩa khác.
Ví dụ giống như là trong cái tình cảm nam nữ, một người nhớ ai đó thì người ta gọi là tương tư. Nhưng mà thật ra đó, cái chữ tương tư cái nghĩa đầu tiên đó, có nghĩa là nhớ nhau. Có nghĩa là người này nhớ người kia và người kia nhớ lại người này, mới gọi là tương tư. Tương tư là lẫn nhau. Nó giống như là chúng ta nói là tương sát, tức là giết hại lẫn nhau. Tức là người này cũng muốn hại người kia và người kia muốn hại lại người này. Thì ở trong cái tương duyên là năng duyên giúp cho sở duyên sanh, và đồng thời đó thì sở duyên cũng giúp lại cho năng duyên sanh, tức là hậu tương. Rồi. Thì chúng ta ghi bài. Thì cái hậu tương, cái hậu tương duyên này á, cái ý nghĩa đó tức là cái duyên đó mà do cái sự tác động lẫn nhau đó thì được gọi là hậu tương. Và cái hậu tương duyên này thì nó thuộc về giống câu sinh. Và tất cả những cái duyên nào khi mà chúng ta nghe nói cái chúng ta biết nó thuộc về cái giống câu sinh đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là khi đó cái năng duyên là phải sở duyên là phải là đồng sanh, và từ cái ý nghĩa này thì chúng ta có cái chi pháp, cái chi pháp về hậu tương duyên. Thì cái chi pháp tổng quát về hậu tương duyên á, ở đây tại chúng ta cái chi pháp tổng quát á, là cái pháp năng á, chúng ta ghi xong rồi chúng ta tìm hiểu xong. Pháp năng là 121 tâm, 121 cộng với 52 rồi tứ đại, bốn đại hiện. Ê, sắc ý vật tái tục. Và cái sở duyên á là cũng với cái chi pháp giống như là cái năng duyên, tức là một của 121 với 52 rồi bốn đại rồi sắc ý vật tiếp tục tái tục. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là về cái danh pháp á, thì có đủ 121 tâm và 52 sở hữu. Riêng về sắc pháp á, thì ở đây thì chỉ có
bốn đại hiển là tứ đại, còn với sắc ý vật tế tục là do vì cái tứ đại á, tứ đại nó là bốn cái thành tố căn bản của sắc pháp, và trong cái sắc pháp nào nó thì cũng có bốn cái thành tố này, và từ bốn cái thành tố này làm chỗ nương giá cho các cái sắc pháp khác, mà các cái sắc pháp còn lại đó chúng ta gọi là y đại sinh, tức là những cái sắc pháp mà nương nơi bốn đại này. Do vậy đó thì ở trong bốn đại này á, làm cái chỗ nương giá cho các cái sắc pháp còn lại, nhưng mà các cái sắc pháp còn lại không phải, không được kể là làm cái chỗ nương cho bốn đại. Còn trong khi đó, đó cái sự hỗ tương giữa bốn đại đó, thì một cái sắc này là hỗ trợ cho ba sắc còn lại, rồi ngược lại. Chẳng hạn giống như là địa đại hay là đất á, thì hỗ đất á, thì làm cái chỗ nương cho nước lửa gió, và ngược lại nước lửa gió đó là làm cái chỗ nương để cho đất. Cho nên là cái chi pháp nó được kể bốn đại ở đây, nó giống như là cái bàn có bốn cái chân, thì cứ mỗi cái chân này nó vừa là cái chỗ, nó vừa là cái chỗ nương cho ba chân kia, mà cũng ngược lại thì ba chân kia cũng làm chỗ nương cho nó. Như vậy cho nên chi pháp ở trong cái sắc pháp đó thì phải bốn đại. Còn về cái sắc ý vật tái tục á, sắc ý vật mà tại sao chỉ lấy cái thời điểm tái tục chứ không có lấy thời điểm bình nhật, thì chúng ta học về độ sắc chúng ta biết rồi, thì chỉ có cái thời điểm tái tục á, là cái sắc ý vật này á, nó đồng sanh do vì cái tác động của nghiệp lực, nó đồng sanh với cái tâm tái tục, và do đó chúng sinh ở cái cõi, cái chúng sinh ở cái cõi ngũ uẩn á, tức là chúng ta trừ vô tưởng và vô sắc ra đó, thì cái tâm nó cần phải có một cái chỗ nương gá. Và ở trong cái thời điểm tái tục á, là cái sắc ý vật tái tục này do tác động của nghiệp mà nó sanh cùng thời điểm của với cái tâm tái tục, và nó đủ năng, nó đủ mạnh để làm cái chỗ nương cho cái tâm tái tục. Nhưng mà ở trong cái thời điểm bình nhật á, thì cái sắc ý vật đó nó phải sanh trước cái tâm tái tục đó, bốn cái sắc na đại thì nó mới có đủ mạnh để làm cái chỗ nương cho cái tâm tái tục. Cho nên kể là một cái chi tiết mà chúng ta để ý vậy, để hiểu rằng là tại sao trong ở đây chỉ có kể cái sắc ý vật tái tục mà không có kể cái sắc ý vật để thời bình nhật, các vị ghi chú cái chỗ đó. Các vị hoan hỷ chờ tôi chút.
Thì vậy thì khi chúng ta có một cái chi pháp tổng quát, tức là năng duyên, tức là 121 tâm, 52 sở hữu, 4 đại hiển và sắc ý và kế tục và sở duyên cũng là cái chi pháp như vậy. Thì từ đó khi mà chúng ta tính về cái chúng ta phân theo tam đề thiện thì nó tam đề thiện là rất là dễ, là bởi vì chúng ta khi mà tính một cái pháp như là chúng ta thấy cái tam đề thiện đầu tiên đó là pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng hỗ tương duyên. Thì hãy khi mà chúng ta lưu ý là tất cả những cái duyên nào mà thuộc về cái giống câu xanh, thì khi mà chúng ta tính cái chi pháp theo tam đề thiện, hay gọi là cái câu tính theo câu yếu chi gọi của ngài hòa thượng lịch sự đó, thì khi mà chúng ta tính chi pháp đó thì chúng ta chỉ lấy những cái pháp nào đồng xanh thôi. Thì do như vậy thì rất là dễ, là do vì các cái pháp đồng xanh ở đây đó là chỉ những cái pháp nào mấy cái thời điểm cùng có mặt. Thì khi đó một cái tâm thiện sanh lên á, thì cùng cái pháp thiện mà có mặt cùng với cái tâm thiện chỉ duy nhất là chỉ có các cái sở hữu tâm thôi. Do vậy là những cái duyên nào mà thuộc về cái giống con sanh á, thì chúng ta luôn luôn dễ tích thì chi pháp á. Bây giờ chúng ta lấy cái chi pháp là là cái chúng ta phân theo tam đề thiện. Thì đầu tiên là chúng ta lưu ý rằng là đã là cái dòng câu xanh rồi đó, thì bất thiện và thiện không bao giờ và cùng xanh với nhau. Cho nên khi mà phân theo tâm đề thiện đó là không bao giờ có cái trường hợp là thiện trợ cho bất thiện hay ngược lại bất thiện trợ cho thiện. Bởi vì hai cái pháp này là đối lập không có cùng sanh. Do vậy chúng ta phân theo tâm đề thiện đó thì chúng ở trong cái duyên này á, thì chúng ta có ba trường hợp thôi. Chúng ta chỉ có ba trường hợp cho cái duyên này đó. Thứ nhất đó là pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng hỗ tương duyên. Dạ. Dạ các vị thấy chưa? Dạ. Ở đây bằng hộ tương duyên. Thì từ cái chi pháp tổng quát trong 105 pháp thiện đó, thì tất nhiên là chúng ta bỏ tất cả các cái sắc pháp rồi, chúng ta chỉ lấy danh cái danh pháp thôi. Thì trong cái danh pháp 121 và 52 đó thì chúng ta chỉ có lấy ra được có 37, 38 thuộc về thiện. Như vậy thì chúng ta có cái pháp thiện lợi cho pháp thiện thì chúng ta có cái năng là 37, 37 cộng 38. Rồi chúng ta sở cũng vậy. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng là khi mà một cái tâm thiện sanh lên, ví dụ như là cái tâm đại thiện hòa hỷ hợp trí sanh lên, thì nó có thể khoảng 35 sở hữu hợp. Ví dụ như là một người làm 38 khoảng 33 sẽ hữu hợp. Thì đây chúng ta cái phần đại cương thì chúng ta nhớ rồi,
là khi mà chúng ta kể cái xã hữu tâm á, là chúng ta kể hết các cái hết mọi trường hợp, nhưng mà khi mà một cái tâm sanh lên cụ thể đó thì nó không bao giờ nó đủ hết, nó không bao giờ nó có đủ cái con số 38 hết đó. Ở trước hết đó là hễ mà một người mà có giới phận đó, thì người đó lúc đó là không có vô lượng phận. Và trong giới phận đó, là có cái giới phận nào đó, thì không có cái phần còn lại. Ví dụ giống như là chánh ngữ, kinh nghiệp, chánh mạng, thì chỉ có trong cái một thời điểm đó, thì nó chỉ có một trong ba thôi. Như vậy thì năm cái sở hữu bất định này chúng ta lưu ý là khi mà mình kể tổng quát còn kể đủ như vậy, nhưng mà khi mà một cái tâm sanh lên thì nó chỉ có thể là cộng với một trong năm cái sở hữu này thôi, chứ nó không có cùng lúc. Đó là trường hợp đó với cái tâm đại thiện. Còn riêng về cái tâm siêu thế đó, thì các vị nó là một cái ý khác, thì cái đó là chúng ta đã học rồi. Thì khi mà một cái tâm đại thiện sanh lên cùng với khoảng 33 sở hữu ngọc đó, thì khi đó nó là cái một cái danh pháp này làm cái tác động cho cái tất cả các cái danh pháp khác, và ngược lại các cái danh pháp khác đều hỗ trợ lại cho cái danh pháp này. Nó giống như là trong một cái hỗn hợp nào đó, giống như là chúng ta trong một cái ly thức ăn, thì tất cả những cái nguyên liệu, các cái gia vị mà chúng ta trộn lẫn vào nhau đó, thì mỗi cái đó nó có tạo ra một cái vị, và cuối cùng nó là tổng hợp lại thì chúng ta có một vị khác, có một cái vị chung. Cái hạn giống như là chúng ta uống một cái tách cà phê, thì trong đó nó có một ít sữa hay là có nhiều sữa vân vân, thì nó sẽ làm cho cái hương vị cà phê nó khác nhau. Và khi đó là giữa cái hương vị cà phê và sữa đó, nó hòa trộn lẫn nhau. Trong cái cà phê thì có sữa, trong sữa thì có cà phê, thì cái hỗ tương duyên, tức là nói đến cái duyên mà trong đó nó có sự hỗ trợ qua lại. Cho nên về cái chi pháp đó thì chúng ta dễ tính. Và do vì nó có cái do vì nó còn cái nó có cái yêu cầu á, là sở duyên á, phải có cái tác động ngược lại đối với cái năng duyên. Cho nên trong cái duyên này á, chúng ta phân theo tâm đề thiện á, thì chúng ta thấy phần nào nó duyên cái phần đó, thiện trợ cho thiện, rồi bất thiện trợ cho bất thiện, và vô ký trợ cho vô ký. Nó không có cái những cái trường hợp lẫn lộn với nhau, là thiện trợ cho bất thiện, hay ngược lại bất thiện trợ cho bất thiện, hoặc là trường hợp là bất thiện trợ cho vô ký, vân vân. Bởi vì hai cái pháp khác nhau như vậy đó, thì nó không một trong một số trường hợp đó, thì nó không có tác động ngược lại được. Ví dụ giống như là ở trong cái thời điểm tái tục á, thì cái tâm tái tục á, nương gá nên sắc ý bằng. Nhưng mà ở trong cái thời điểm và sắc ý bằng nương lại cái nhưng mà ở cái thời điểm bình nhật á, thì nó không phải như vậy. Mà ở thời điểm bình nhật á, là cái sắc ý bằng nó phải sanh trước cái nó sanh trước cái tâm mà nó cho nương. Tức là trong một cái tiến trình diễn tiến của danh pháp và tâm pháp song song như thế này đó, thì tâm nó nương trên sắc, nhưng mà cái sắc đó nó phải sanh trước tâm bốn sắc na, để nó đủ dài dặn, nó đủ mạnh để làm cái chỗ nương cho tâm. Ví dụ giống như là mắt của cái sắc thần kinh nhãn làm cái chỗ nương cho nhãn thức, thì cái thần kinh nhãn đó
nó phải sanh trước cái nhãn thức là bốn sát na. Đến cái sát na thứ năm thì cái thần kinh nhãn nó mới đủ làm cái chỗ nương cho nhãn thức. Và ở trong cái thời bình nhật đó thì tâm nương lên sắc, nhưng mà sắc đó nó không có nương về tâm, tức là nó không phải là hữu tư. Cho nên là các vị lưu ý cái điểm này, các vị nghe kịp không? Thì ở trong cái hộ tương duyên này thì chúng ta về tính về cái khía cạnh tam đại thiện thì chúng ta nó đơn giản có ba phần thôi. Cái phần nào thì riêng cái phần đó, bởi vì nó khác cái tính chất với nhau cho nên là nó không có cái sự hỗ trợ qua lại. Cho nên chỉ có cái là thiện thì trợ cho thiện, bất thiện thì trợ cho bất thiện, và vô ký trợ cho vô ký. Vậy thì cái phần thứ hai này đó, thì chúng ta có cái phần thứ hai này đó thì chúng ta cũng giống như cái phần trên, tức là pháp bất thiện. Phần hai này là pháp là bất thiện, trợ cho cái bất thiện bằng hộ tương duyên này. Thì chúng ta cũng giống như là cái cách chúng ta lấy cái tên cái thiện, tức là năng thì 12, chúng ta còn lấy hết cái tâm mà sở hữu bất thiện rồi sở, nó cũng như vậy. Là chúng ta sang đến cái phần thứ ba, tức là vô ký trợ cho vô ký. Bằng cái hộ tương duyên thì chúng ta lấy hết cái pháp vô ký, tức là chúng ta là 72 đem hai vô ký cộng 38 rồi tứ đại và sắc ý vật tái tục. Ở duyên này chúng ta nhớ hãy cái sắc ý vật đó là bắt buộc là phải nói cái thời điểm tái tục, chứ không cái thời điểm khác, cái thời điểm bình nhật không được. Đây cũng tương tự như vậy, 72 cộng 38 tứ đại. Vậy thì ở trong cái duyên này chúng ta nhớ là nó phải mà vừa là mẫu tương mà vừa là đồng sanh thì mới kệ. Còn mà nếu mà nó những cái duyên nào mà nó không có cái nó hữu tương nhau mà nó không cùng, nó không đồng sanh thì không được kệ vào cái hữu tương duyên ở trong cái duyên hệ này. Chúng ta ví dụ chẳng hạn giống như là cái sự hữu tương, hiểu năm nay nó giống như là cái sự giúp đỡ qua lại. Ví dụ giống như là chúng ta có một người nào đó mà họ giúp cho mình, và sau đó họ có hữu sự gì đó thì chúng ta giúp lại, thì trong cái cách giúp đỡ đó nó không được kể vào cái hữu tương duyên của duyên hệ, là bởi vì hai cái đó nó không đồng sanh. Cho nên trong ở đây thì chúng ta lưu ý cái cách hiểu thông thường chúng ta là
giúp qua giúp lại chúng ta gọi là hỗ tương. Nhưng mà ở đây là nó phải kể cái yếu tố đồng sanh, và do vì cái yếu tố đồng sanh đó, đó cho nên đó, chúng ta thấy là thiện thì trong trong cái tam đề thiện đó, chỉ có thiện trợ cho thiện, bất thiện và trợ cho bất thiện, và vô ký trợ cho vô ký. Bởi vì do vì nó còn đòi hỏi cái yếu tố đồng sanh đó, cho nên giữa thiện và bất thiện đó, nó không có thể đồng sanh được. Còn mà giữa thiện và vô ký hay là bất thiện và vô ký đó, thì lại là nó thiếu cái yếu tố là hỗ tương. Nó thiếu yếu tố những hỗ tương, ví dụ giống như là giữa tâm và sắc tâm cũng đồng sanh, tâm nó tạo ra sắc tâm, nhưng mà sắc tâm nó không trợ, nó không giúp đỡ cho tâm, cho nên nó chỉ có một chiều, cho nên nó không thuộc về hỗ tương. Như vậy thì cái duyên này các vị thấy nó cũng dễ hiểu đúng không? Thì hầu hết tất cả các cái ý nghĩa mà bài duyên mà chúng ta phân tích theo tam đề thiện thì nó không có khó. Thì các cái duyên sau đó, chúng ta sẽ đi nhanh để cho hết cái phần này. Tôi không hiểu mà vì sao mà từ khi mà tôi dạy cái lớp duyên hải này, cái công việc tôi bận liên tục. Thì trong cái phần duyên hải đó, chúng ta sẽ học thứ nhất á, là trong lớp này chúng ta học theo tâm đề thiện. Rồi thứ hai đó là sau cái phần mà chúng ta học phân theo cái tam đề thiện đó, thì các vị có thấy rằng là có những cái pháp đó mà nó trong đó nó không phải là một duyên mà nó sẽ là nhiều duyên. Ví dụ như là trong cái nhân duyên đó, chẳng hạn giống như là pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng nhân duyên, thì thật ra đó, trong cái pháp thiện trợ cho cái pháp thiện bằng nhân duyên đó nó cũng chính là pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng câu sinh duyên, bởi vì nó đồng sanh. Rồi ở trong cái pháp thiện trợ cho pháp thiện bằng nhân duyên nó cũng chính là cái hỗ tương duyên. Thì ngày hôm nay chúng ta đã có ba duyên học về câu sinh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái chi pháp đó, mà trong đó nó có nhiều duyên trong đó chứ nó không phải là một duyên. Và khi đó có những cái đó là trong đó là nó có cái phần rộng, cái phần hẹp, chẳng hạn giống như là hỗ tương duyên đó, nó là một phần của tất cả những cái gì mà thuộc về hỗ tương duyên đó, tất cả những cái chi pháp đó thuộc về câu sanh duyên, nhưng không phải là tất cả những cái gì câu sanh duyên đó, thì những cái đó nó cũng đều thuộc về hỗ tương duyên. Ví dụ giống như là tâm và sắc tâm. Tâm và sắc tâm đó thì nó là câu sanh duyên nhưng mà nó không là hỗ tương duyên. Còn đối với các cái pháp khác nào mà nó thuộc về hỗ tương duyên đó, nó đều thuộc về cái câu sanh duyên hết. Thì như vậy chúng ta sẽ có cái phần thứ hai là chúng ta sẽ học đến cái phần được gọi là cái phần hiệp lực và cái phần tổng hợp. Chúng ta vẫn dùng theo cách dịch của này mà thường tình sự đó. Thì chúng ta học hai phần đó, và chúng ta cuối cùng là chúng ta sẽ học phần tổng kết còn lại. Đó chính là trong một duyên sinh có bao nhiêu duyên hệ. Và hôm trước thì chúng tôi định dạy song song như vậy, nhưng mà tôi thấy là cái tính cái duyên sinh mà có bao nhiêu duyên hệ, do vì cái duyên hệ chúng ta học không chưa có chúng ta học chưa có hết, cho nên tính như vậy nó có. Thì nếu mà các vị nào mà chúng ta ưa thích cái diệu pháp đó, mà chúng ta đeo được cái môn này thật ra không có các vị, nó chỉ là lặp lại những cái gì mà chúng ta đã học và được kể theo một cái hệ thống khác. Thì thật ra đó, tôi nghĩ trong các cái lớp Phật pháp đó, trong các cái lớp ví dụ pháp đó,
thì mỗi cái bộ tạng đó, chúng ta học một phần, rồi sau đó chị nào có cái điều kiện đó, thì chúng ta tự nghiên cứu. Ví dụ giống như là trong cái phần cái bộ thứ bảy này, chúng ta học về cái duyên hệ, thì chúng ta biết rằng là duyên hệ được phân theo theo đầu đề tam và đầu đề nhị rất là nhiều, nhưng mà người học thì trong cái đầu đề, trong 22 đầu đề tam chúng ta chỉ học cái tam đề thiện, còn cái phần còn lại chúng ta có thể chúng ta tự tìm hiểu. Rồi ở trong các cái giống như là cái bộ sông yếu, thì chúng ta có thể là chúng ta học một phần là quần sông, rồi sau đó là mấy cái phần khác như là phần xứ sông vân vân, thì chúng ta có, theo đó chúng ta có thể chúng ta còn tự nghiên cứu được. Thì ở trong cái lớp duyên hệ này, các vị xem nó giống như là một cái lớp mà chúng ta học học thẳng vào cái bộ cái chánh tạng. Còn cái phần mà cái phần vi diệu pháp mà đại cương á, là cái phần đó để nhờ đó mà chúng ta có cái nền tảng để chúng ta đọc bảy bộ diệu pháp này. Thì chúng ta có nói như vậy để các vị thấy ra cái hệ thống mà mình đang học, bởi vì rất cần chúng ta hệ thống hóa cái phần mình đã học á, thì nó sẽ giúp cho mình dễ nhớ. Rồi hôm trước tôi có đề nghị các vị là chúng ta học cái phần Matika để nhớ đến 24 duyên này. Chẳng hạn giống như là chúng ta học là hay tức bái chay vô, ramana bái chay vô, tức bái chay vô, anantara bái chay vô, samantara bái chay vô, vân vân. Khi mà chúng ta học thuộc lòng cái Matika đó, thì một người học là chúng ta sẽ nhớ 24 duyên hệ. Dạ. Khi nào mà muốn học ví dụ pháp chuyên sâu đó, thì bắt buộc đó, chúng ta phải học thuộc lòng cái mẫu đề hay là cái Matika đó. Thì thật ra cái mẫu đề đó nó không quá dài, đâu chừng là khoảng giống như là các vị đã thấy các cái bản kinh đó, khoảng nửa trang giấy, và vị nào mà thuộc được cái mẫu đề nó rất có lợi. Cho nên là mà các vị học cái diệu pháp đó, thì tôi đặc biệt là đề nghị các vị là cố gắng thuộc các cái mẫu đề đó. Còn mà nếu mà chúng ta không có học một mẫu đề đó, thì chúng ta học cái mấy cái duyên này đó, một thời gian sau chúng ta cũng quên. Ai mà nhớ cho nổi là mấy chục duyên đó. Do vậy chúng ta thấy rằng là trong cái cách mà tụng kinh theo của Phật giáo Nguyên Thủy, nó có nhiều cái ý nghĩa trong đó. Thì trong đó nó cũng không có không ít những cái bài kinh ấy, mà những cái bài kinh đó để nhằm mục đích đó là nhớ Phật pháp. Đặc biệt đó là các cái mẫu đề. Thì dạ thưa kính bạch thầy, thưa con có câu hỏi. Dạ. Dạ, con kính lễ thầy. Kính bạch thầy, ở trong cái hổ tương duyên, thì ví dụ như là một cái tâm nhãn thức nó sẽ quá chuyện, thì nếu mà một tâm nó sanh lên thì nó sẽ có bảy cái sự biến hành đi theo. Thì bảy cái sự biến hành tức là cái xúc thọ tưởng tự nhất hành màu biển tại, thì trong đó cái sở hữu thọ với cái sở hữu tưởng hiện những còn những cái còn lại tức là hành và cái tâm nhãn thức tức là thức, tức là mấy cái thức đó nó hỗ trợ và lại lẫn nhau, có phải không, hiểu như vậy đúng không? Dạ phải. bao giờ nó là cái tứ danh uẩn, tức là thọ tưởng hành thức á, là phải là hỗ tương với nhau hết. Cho nên khi mà chúng ta nói là thiện trợ cho thiện bằng hỗ tương duyên, thì điều đó chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể phân tích thành tính theo bốn danh uẩn. Tức là khi đó nó là thức uẩn này á, hỗ tương cho ba cái uẩn còn lại, và ngược lại ba uẩn còn lại cũng hỗ tương cho cái thức uẩn này. Nó chỉ hỗ tương qua lại ở trong một cái tâm, trong một cái bọc tròn đó thôi.
Dạ, nó hỗ cơ qua lại cô hiểu như thế này. Cô hiểu giống như là thí dụ giống như là mình làm nhà, mình trộn một cái cửa xi măng như vậy, trong đó nó có nhiều cái thành phần hỗn hợp làm nên cái xi măng đó. Dạ. Và nếu mà một trong những cái thành phần đó lấy ra rồi thì cái vữa xi măng đó nó không có đông cứng được, bởi vì nó mất, nó thiếu vì cái đặc tính đó. Thì những cái đặc tính, những cái thành phần mà cùng có mặt ở trong đó thì mỗi cái thành phần đó nó có một cái tác dụng để làm lên một cái vữa xi măng, ví dụ như vậy. Thì ở trong cái quy luật pháp hành đó, thì nếu mà đối với danh pháp đó thì nó có bốn quận mà nó luôn luôn mà nó phải hỗ tương nhau chứ nó không có thiếu, tức là thọ tử hành và thọ tử hành thức bắt buộc, đó là không có thể nào chỉ có thiếu được quận nào hết. Nó cũng giống như là ở trong cái sắc pháp thì có bốn đại này. Còn một câu nữa là ở tại cái tục tức là cái tâm mà ví dụ như tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhận, khi cái tâm mà sinh khởi thì cũng có 10 cái tâm, cái sở hữu đi cùng, thì lúc đó cái sở hữu đi cùng và cái tâm sắc, cái sắc thì vật cũng sinh lên luôn, thì cái sắc thì vật hỗ trợ cho cái danh đại tục sinh. Dạ. Mà nó vừa đậu chân em cái này. Tại vì cái máy của cô nó hơi khó nghe, sự nghe nó ngắt quãng, thì chưa có đoán được không? Dạ, được. Con xin phép con trở lại. Tại vì cái thanh quản cho nên con nói không được rõ. Dạ. Tại cái thời điểm tục sinh, tức là có những tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, tâm quan sát thọ xả quả thiện và tâm quả đại thiện và những cái tâm sắc giới, tức là 15 cái tâm tại tập đó. Tại cái thời điểm tục sinh thì cái sắc khi bậc sinh lên. Dạ. Dạ, thì trong lúc mà có ví dụ như cái tâm quan sát thọ xả quả thiện thì nó chọn tại tục, nó cho tục sinh những cái chúng sanh ở cõi người và cái cõi người lạc của nhân và cái người lạc ở tứ thiên vương. Thì khi mà cái tâm tại tục sinh lên đồng thời thì cái sắc y vật cũng sinh lên. Dạ. Nó hỗ trợ nhau, nhưng mà nó cũng nó chỉ cái thời điểm đó thì cái sắc nghiệp cũng sinh, tức là đồng sanh, nhưng mà cái sắc nghiệp đậu tranh không gọi là hỗ trương diện, mà chỉ có sắc y vật mới gọi hỗ trương diện thôi. À dạ, bởi vì khi mà nói vật á, là do vì cái ý vật nó làm cái chỗ cho cái tâm nương, cho nên ý vật được kể, còn các cái sắc khác á, là không phải là cái chỗ cho tâm nương, cho nên không kể. Dạ, các vị trong lớp đã có vị nào còn có câu hỏi gì không? Cái duyên thì sao thì cũng là cái duyên ngắn, nhưng mà nó ngắn, nhưng mà cái thời gian chúng ta chỉ còn có khoảng mười phút thôi, nó cũng không có kịp. Thì đại khái là trong cái duyên hệ này, nếu mà các vị
và các vị tham khảo sách nha. Thì chúng ta tính cái tiền chi pháp thì chúng ta sẽ thấy là nó dễ. Bản thân của tôi rất kỳ, tôi đặc biệt là tôi thích cái phần duyên, là do vì cái duyên hệ nó được nói lên các cái nhiều, rất là nhiều cái khía cạnh khác nhau của vận hành của pháp. Tất nhiên là tất nhiên là sau này các vị tu thiền ấy, là khi mà một cái thiền nào mà sanh lên ấy, là chúng ta có thể chúng ta tìm một cái nguyên nhân theo một cái cách chung chung nào đó thôi, chứ nó không có chi li như duyên hệ. Nhưng mà thật ra trong cái duyên hệ đó là vị hành giúp cho vị hành giả hiểu ra rất là nhiều cái sự tác động khác nhau. Sự tác động khác nhau chẳng hạn giống như là trong kinh mà theo cách dịch của ngày Hòa Thượng Minh Châu, nó ngày có nói gọi là cái món ăn do vì ngày dịch từ cái chữ aha của chữ Bali, món ăn ở đây tức là một cái điều kiện mà nó nuôi dưỡng cho một cái pháp nào đó mà nó phát triển, cho nên nó được gọi là món ăn. Và cái món ăn đó nó có những cái món ăn cho thiện và có những cái món ăn cho bất thiện. Thì chúng ta nói cách khác đó là nó có những cái môi trường mà nó tốt cho cái tâm thiện, và cái môi trường nó thích hợp cho cái bất thiện. Thì trong cái phần duyên này á, là chúng ta học để chúng ta xác xem là trong khi một cái tâm nó được sanh lên là do cái duyên nào, từ cái nhân nào rồi, nhưng mà trong cái nhân đó thì nó có cái duyên. Chẳng hạn giống như là chúng ta học về cái cách tương quan nhân quả trong duyên sinh, do cái này có mà cái kia có, do vô minh mà có hành. Vì vậy đó, thì trong cái mà do vô minh có hành đó nó có nhiều cái trường hợp khác nhau, nhiều cái duyên khác nhau. Hay ví dụ như là chúng ta nói rằng là người đó mà sở dĩ mà được thành đạt như vậy đó là nhờ cha mẹ giúp đỡ. Nhưng mà chúng ta học cái duyên hệ đó thì chúng ta còn tìm hiểu thêm nhé. Cha mẹ đó, người cha mẹ đó, đó giúp đỡ cho cái anh đó thành đạt đó, và giúp đỡ cách nào. Thí dụ giống như là dạy cho anh đó, hay là để lại cái tiền bạc cho anh đó, hay là nhờ người khác giúp đỡ vân vân. Thì chúng ta nói rằng là người này giúp người kia, nhưng mà giúp bằng cách nào đó, đó chính là cái duyên hệ. Thì khi mà chúng ta học sâu vào cái chúng ta học cái duyên hệ đó, và chúng ta hiểu rằng là các cái pháp đó là nó trong cái tương quan nhân quả đó, nó có nhiều cái cách khác nhau. Thì nếu mà bị nào có duyên thì bị đó đặc biệt thích cái phần duyên này. Hồi trước trong các vị học viên của ngày Tịnh Sự thì thật ra thì cũng có những vị có cái sở thích khác nhau. Có những vị đó thì thích về các bộ sông, hay là cái bộ các câu thú, hay là có vị đó thì thích cái phần duyên không tiền người. Thì chúng ta nghĩ rằng là nếu mà có dịp đó, thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ sơ cho các vị cái phần đầu của các cái bộ ví dụ pháp mà ở trong cái duyên hệ này, xem các vị xem như là cái phần mà tôi cố gắng giới thiệu cho các vị về cái bộ thứ bảy. Như vậy thì thật ra kết thúc buổi học ở đây, mà còn cái duyên sau khi gần ngắn nhưng mà nó cũng không có đủ thời gian để chúng ta học. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, dạ, xin kính tri ân. Xin tất cả chúng ta hồi hướng công đức. Idang nô nhà ti năng hô tu sukhita.